Việt Nam 18:00 rút ngắn hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 2, Việt Nam gửi hồ sơ đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Hoa Kỳ hạn chế nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam. Hồ sơ đệ trình của Việt Nam cho biết cá tra, cá ba sơ có ý nghĩa kinh tế quan trọng với Việt Nam. Ngoài ra, loại cá này cung cấp một nguồn protein lành mạnh và phù hợp với người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại hạn chế nhập khẩu loại cá này một cách thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Theo quy định của WTO, Việt Nam có thể yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Hoa Kỳ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Trước đó, tháng 1 vừa qua, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã chính thức gửi yêu cầu tới Hoa Kỳ để đề nghị tham vấn trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với cá tra, ba sơ nhập khẩu từ Việt Nam. Việc tham vấn là bước đầu tiên, bắt buộc trong quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO. Theo đó, Việt Nam cho rằng phương pháp quy về không zeroing mà Hoa Kỳ sử dụng để tính biên độ phá giá cho doanh nghiệp Việt Nam trong đợt rà soát 5, 6 và 7 vi phạm ở hai khía cạnh, về mặt pháp lý và về mặt áp dụng quy định của hiệp định chống bán phá giá của WTO ADER. Ngoài, Việt Nam khiếu nại Hoa Kỳ vi phạm quy định của hiệp định ADA do không thực hiện việc dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do có biên độ phá giá bằng không trong 3 lần liên tiếp. Theo Reuters,